tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp là hai căn bệnh hay gặp ở trẻ em, đặc biệt cũng là nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất cho trẻ. Biểu hiện của bệnh là có phân hàm chứa trên 90% nước do chuyển hóa quá nhanh qua hệ thống tiêu hóa. Bệnh đặc trưng bởi phân lỏng, số lần đi đại tiện nhiều, là một phản ứng đào thải những chất lạ có hại cho cơ thể như độc tố hay các vi khuẩn có hại. Bệnh chia làm hai loại, tiêu chảy cấp tính và tiêu chảy mãn tính. Tiêu chảy cấp là bệnh thường gặp ở trẻ em. Biểu hiện của bệnh là nôn đi ngoài phân lỏng tóe nước trên 3 lần một ngày, có thể kèm theo đau bụng, sốt, chán ăn, mệt mỏi và khát nước. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật, tử vong ở trẻ hoặc để lại hậu quả dinh dưỡng, ảnh hưởng tới sự tăng trưởng, phát triển của trẻ. Thế nhưng, qua tiếp xúc với các bà mẹ đưa trẻ đi khám, vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ về căn bệnh này. Nguyên nhân do đâu? Có thể làm gì để phòng ngừa cũng như xử trí thế nào khi trẻ bị tiêu chảy? Tiêu chảy kể cả người lớn hay trẻ em thì chúng ta phải, khi mà bị tiêu chảy thì đầu tiên chúng ta phải được đi khám một cách cụ thể để chúng ta xem là cái nguyên nhân tiêu chảy đó như thế nào. Thông thường thì nó sẽ có mấy cái nguyên nhân, mà trong đó có những nguyên nhân rất là nguy hiểm. Thứ nhất ấy là nhiễm trùng thức ăn, thứ hai là nhiễm độc thức ăn, thứ ba thì là những cái đau bụng tiêu chảy do bị thời tiết. Thế thì thông thường mà khi mà cái tiêu chảy này xuất hiện thì với cái lượng, tùy căn cứ vào cái lượng mà người ta đi tiêu chảy nhiều hay ít trong một lần trong ngày và cái số lượng trong một lần, thì nó sẽ dẫn đến các cái tình trạng, đặc biệt là tình trạng rối loạn nước và điện giải, mà thậm chí nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Vì vậy cho nên là cũng căn cứ vào cái tình trạng rối loạn nước và điện giải đó thì phải đến bệnh viện để chúng ta có những cái phác đồ điều trị cụ thể. Tuy nhiên là những cái khuyến cáo đối với điều trị bệnh tiêu chảy thì là cái việc đầu tiên mà chúng ta gần như là đầu tay thì chúng ta sử dụng cái nước Ozeron, là một cái hỗn hịch dịch mà được pha, chúng ta có thể pha lấy được giữa đường và muối, chúng ta pha để lấy để bù nước trong lúc chúng ta chưa thể truyền được dịch. Ngoài ra thì cũng có những cái giải pháp để điều trị cái tiêu chảy này rất là hữu hiệu. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải một lần nữa nhắc là chúng ta phải tìm được cái nguyên nhân dẫn đến tiêu chảy. Thế trong đó có một cái nguyên nhân tiêu chảy rất là dễ chữa, đó là tiêu chảy do bị lạnh. Thông thường hay gặp ở trẻ con, do trẻ con thì chế độ ăn uống nó tương đối là vệ sinh, được chăm sóc cụ thể mà các cháu nó vẫn bị tiêu chảy. Thì đây là thông thường là hay bị là do lạnh. Khi trẻ bị tiêu chảy dễ dẫn đến những nguy cơ như nguy cơ suy dinh dưỡng. Vì trong khi tiêu chảy, các chất dinh dưỡng không được cung cấp đầy đủ do trẻ chán ăn. Hơn nữa, do gia đình thường mắc sai lầm là không cho trẻ ăn vì sợ ăn vào thì bệnh tình trẻ trở nặng. Do đó, hậu quả khi trẻ khỏi bệnh tiêu chảy thì lại bị suy dinh dưỡng. Thêm vào đó, nếu không được bù nước và điện giải, cơ thể sẽ lâm vào tình trạng mất nước, mất khoáng. Các công trình nghiên cứu về bệnh tiêu chảy đã chứng minh có tới 70% số ca tử vong là do mất nước, số còn lại do các nguyên nhân nhiễm độc. Với nhiều kinh nghiệm nuôi dạy trẻ, nên bà Trương Thị Phương luôn ý thức được mối nguy hại từ bệnh tật đối với sức khỏe con em mình. Do đó, đối với bà Phương, thực phẩm trong gian bếp vừa là nguồn cung cấp dinh dưỡng, nhưng cũng lại là những bài thuốc hữu hiệu mà lại rất đơn giản để phòng và trị bệnh ngay tại gia đình. Khi những đứa cháu trong gia đình bị tiêu chảy, đặc biệt là tiêu chảy do lạnh bụng hay bị nôn chớ do đồ ăn thức uống, thì việc đầu tiên khi chưa biết rõ nguyên nhân và chưa kịp đưa trẻ đến bệnh viện là cho trẻ uống nước gạo rang có lẫn chút gừng nướng. Từ khi là tôi có cháu bé thì tôi có tìm hiểu qua sách Đông y, thì tôi cháu nó hay bị nôn chớ và bị đi ngoài,
Thế là qua sách vở để đúc tiết tại nấu cho các cháu nó ăn thôi thì tôi thấy là rất là hiệu nghiệm. Thực ra thì những bà mẹ mà mới sinh con lần đầu thì chắc là cũng chưa hiểu biết được những cái bài thuốc này đâu. Thì thực ra là mình là tham khảo sách vở nhiều cho nên là mình mới biết được. Và mình cũng muốn để bổ sung thêm cho tất cả các bà mẹ đã có con và đang có con nhỏ. Thì khi mình nấu lên thì gạo là rang vàng và gừng thì nướng vàng lên. Rồi để nguyên cả vỏ, không được bỏ vỏ. Đó. Và sau đó thì mình thì rang gạo xong được rồi thì mình gừng nướng rồi thì mình sắt lát ra và mình cho nước vào mình nấu. Nấu thành nước rồi thì mình cho xong rồi thì mình cho một chút đường vào cho hơi hơi ngọt ngọt thôi để cho em bé uống. Thì có cả muối rồi, muối mình cho vào rồi. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ngay khi trẻ bị tiêu chảy cần cho trẻ uống bù nước. Tuy nhiên, để cầm đi ngoài cũng như giúp sức khỏe của trẻ hồi phục nhanh chóng, thì các bậc phụ huynh có thể cho trẻ dùng nước gạo rang. Các nguyên liệu để làm nên hỗn dịch này rất đơn giản. Chỉ cần một nhúm gạo tẻ, một nhánh gừng tươi, một chút muối và nửa thìa đường. Sau khi gạo được rang vàng, ta cho vài lát gừng nướng, cả vỏ và ninh lấy nước. Rồi pha chút muối sao cho không cảm thấy vị mặn, thêm ít đường để ấm cho trẻ uống. Đặc biệt, với nước gạo rang này, có thể cho trẻ uống bất cứ lúc nào, với số lượng bao nhiêu, tùy khả năng của trẻ. Các cụ cũng đã có cái hướng dẫn từ xưa này là hay dùng cái gạo rang để chúng ta đun lên. Tuy nhiên là nếu mà để cho nó hữu hiệu hơn ý, thì chúng ta dùng cái gạo rang vàng, một nắm, một củ gừng, chúng ta nướng lên, xong đó thái ra, chúng ta đun lên lấy cái nước đó, chúng ta cho muối và đường theo tỷ lệ để có một cái dung dịch nó cũng vừa đủ hơi mặn mặn và hơi ngọt ngọt, thì chúng ta uống để bổ sung trong lúc mà chúng ta chưa mang đến bệnh viện được thì cũng rất là tốt, bởi vì là cái gạo rang thì nó có tác dụng là hấp thu và ổn định cái niêm mạc và giảm cái tác dụng kích thích. Thế còn cái gừng ấy thì nó yên được tạng và nó ôn ấm, thì trong trường hợp đặc biệt tốt đối với những trường hợp là tiêu chảy do bị lạnh. Thế do lạnh thì gừng nó ôn ấm và nó kiện tỳ thì nó sẽ làm yên các tạng, thì các cái hầu hết những cái do lạnh đấy nó dẫn đến hiện tượng là tăng co thắt, thì nó giảm co thắt đi và cái số lần đi đại tiện nó sẽ giảm. Từ lâu, gừng được biết đến là một loại gia vị nấu ăn không thể thiếu. Nó không chỉ giảm bớt mùi của thực phẩm, mà còn giảm bớt nhiều thành phần có hại tiềm tàng trong thực phẩm. Gừng chứa đựng cả hai giá trị dinh dưỡng và y tế, vừa là thuốc, vừa là nguyên liệu cho nhiều món ăn ngon miệng hơn. Theo các nghiên cứu khoa học, thì gừng có tác dụng rất tuyệt vời trong việc điều trị bệnh tiêu chảy ở trẻ nhỏ do khuẩn gây ra. Đây là căn bệnh có mức tử vong rất cao ở các nước đang phát triển. Trong nghiên cứu, người ta đã dùng nước chiết xuất từ gừng để chữa bệnh tiêu chảy do chuột. Dịch chiết xuất này có tác dụng rất tốt trong việc ức chế chất độc gây bệnh tiêu chảy do khuẩn Escherichia coli gây ra. Đặc biệt, các nhà
nhà khoa học đã phát hiện thấy Ringerman, một hợp chất có trong gừng, có tác dụng rất tích cực trong việc tấn công lại khuẩn E. coli. Với việc phát hiện thấy tác dụng to lớn này của củ gừng, trong tương lai, người ta sẽ ứng dụng để sản xuất các loại thuốc mới chữa bệnh tiêu chảy, vừa rẻ tiền, đơn giản, lại có công năng, tác dụng cao. Gừng ấy thì là một cái vị thuốc, có thể nói là vị thuốc của mọi nhà. Gần như là nhà nào cũng có gừng. Và cái vị thuốc này thì về y học cổ truyền ấy thì cũng là một cái vị thuốc được dùng rất là rộng rãi. Gừng thì y học cổ truyền gọi là khương, thì được dùng ở rất nhiều dạng, là sinh khương, tức là gừng tươi, thì để giải biểu cảm ngoại, cảm phong hàn, giải biểu. Và cái đặc điểm hay nhất của cái sinh khương là để chống say tàu xe, bởi vì nó ổn định được cái hệ thống ruột, đồng thời là tăng cường tuần hoàn máu ở trên não. Cho nên là chống say tàu xe là dùng gừng rất tốt, là sinh khương. Còn loại gừng thứ hai gọi là can khương, tức là gừng để khô. Thì can khương này tính ấm, để điều trị các trường hợp tỳ vị hư hàn, đi ở chảy gió lạnh thì uống gừng can khương. Thế một cái gừng thứ ba nó gọi là thán khương, tức là gừng đốt cháy lên, thì dùng để điều trị những trường hợp mà xuất huyết, nhưng mà là do nguyên nhân là do lạnh. Những trường hợp thứ, ví dụ như là trong trường hợp ví dụ như là phụ nữ mà sau sinh mà có hiện tượng chảy máu kéo dài chưa đến mức độ băng kinh, kể cả là băng kinh thì ngoài cái việc cấp cứu hiện đại bây giờ ta dùng, thì chúng ta có thể dùng thán khương làm vị thuốc rất tốt. Còn một cái nữa là cái bào khương, tức là cái gừng mà người ta lấy cái gọt ra, lấy cái phần vỏ mỏng, thì lại có tác dụng trục thủy lợi tiệu. Thông thường thì bà con hay dùng, dân gian hay dùng gừng để nấu canh, bởi vì có cái tác dụng của gừng là làm ấm tỳ vị, tăng quá trình chuyển hóa, đặc biệt là đối với người dân Việt Nam chúng ta ở cái khu vực nhiệt đới và ẩm thấp, thì cái tỳ vị chúng ta rất kém, thì có gừng vào nó sẽ tăng cường cái vấn đề chuyển hóa thức ăn, làm cho tỳ vị chúng ta khỏe lên và chúng ta sẽ ăn được nhiều hơn và tiêu hóa được tốt hơn. Chính vì vậy từ xưa đến nay là các cụ thường nấu canh, ví dụ canh rau muống, rau muống là tính hàn, thì các cụ lại cho một chút gừng vào thì tạo thành cái thứ canh rất là ôn hòa, và ăn như vậy thì người nào cũng ăn được và không có bị sợ là phải lo là cái tính thuốc và tính thức ăn nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người. Khi trẻ có dấu hiệu bị đi ngoài phân lỏng hay bị nôn chớ do bất kỳ nguyên nhân gì, cần theo dõi tình trạng bệnh của trẻ. Đồng thời, vẫn cần bổ sung dinh dưỡng cho trẻ bằng cách cho trẻ ăn đầy đủ các thức ăn trong khẩu phần ăn hàng ngày. Bên cạnh đó, không nên tự ý dùng thuốc kháng sinh mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám chuyên khoa. Đồng thời, cần hạn chế cho bé uống nước ép trái cây và tăng chất béo, chất xơ cho bé. Nếu như bé bị tiêu chảy thường xuyên, thì trong những trường hợp này, các bậc phụ huynh cần chú ý tăng lượng chất béo và chất xơ trong chế độ ăn uống hàng ngày của trẻ. Điều này có thể giúp khắc phục và cải thiện tình trạng tiêu chảy cho bé. Theo đó, mẹ bé có thể thêm chất béo vào chế độ ăn uống của trẻ bằng cách cho bé ăn sữa và các sản phẩm từ sữa, thêm một lượng nhỏ dầu ô liu vào những thực phẩm bé ăn.